Ok, xin chào tất cả các bạn. Chúng tôi mới đến topic chung khối này một chia sẻ với các bạn. Chúng tôi trong topic này, chúng tôi đang dạy về design pattern mới để mình chúng ta ông biết gì. Chúng tôi đây anh chọn ở cái chúng tôi vô năng đăng số ba luôn đó. Vì pattern này, chúng tôi đang sắp xếp về component rồi có part bỏ ông biết gì pattern để mình được chia model view và năng controller. Chúng MVC pattern bị bên bỏ MVC cứ tới tam chung mùa với thế cứ ấm đồng nàng model V đồng nàng view C đồng nàng controller chúng cái hai viết chia MVC pattern chúng cái phở viết đầm bay thơ vậy cái phở viết đầm bay bay chạy data set layer business logic code hay năng graphical user interface. Ok chúng part bỏ viết tí mùi cứ kê nhảy đi một đề chương một đề nâng cứ dân phở xa mẹp thuở kê chương một đề cứ pra xa mẹp đồng nàng ai object rư cò chà vạp bộ chỗ xa mẹp store data bởi dân dây xuống sắp tới đôi dân bậc ca class mùi xa mẹp store data để dân tiên mau bị database rư cò lại nhịp xây rư cò dân sắp tới ảo hồi theo thai dân miền Java class mới dương ảnh dễ bàn tha vì cứ chia student pojo class mới dương ảnh hai viên chân các bạn này chân viên đồng nàng ở object box student mới chân một đế cứ dương thuê ca tới lời chân một thì họ tha bỏ kênh giấy vì student model chân student đã thử miền data đã thử miền bỏ miền ảnh là đã thử store cứ dương thuê không một đế. Ok chấm phố view vinh giờ sao mánh cứ ở vậy đài user dân mơ khơi nè chẳng khi ta vì đồng mạng ai visualization này data đài model content chẳng tí ho to vì mình chẳng model view content bỏ miền robot sạch chẳng ở vậy đài dân ai ví dụ trên vì cam lại bỏ model đó đài view content đó cứ dương ảnh mới khơi bỏ miền bỏ sơ nâng này bỏ sân chỉ dương kết mà lờ website đôi dương miền ở student management system là lờ website chẳng chẳng ví dụ nâng ấy cứ cả lại để dương tiên bỏ miền sơ dương mở mở rồi có càng nghĩa ếp xe đài đồng mạng ấy ca vô data đài mà để content nâng vô mà mau dụ. Ok hoàn toàn controller mình cái thao viết chiên nét đã chặt chẽ từ lờ à model hay năng view năng chương viết cục cuộn data flow đã model object update rồi còn miễn thay mới năng chương view vi ai thuở data năng view visible rồi còn tiên vô một phần về nó phải đặt miễn data change anh năng phải quan tâm năng business logic đại dương sơ sài đấy. Ok, chúng bởi dương dạy ta thì đây vì hiện abstract thì vậy. Chúng dùng mà mơ architecture về mặt đoàn là dương mình flow với không cao sẽ là như một tia ho từ lờ website mùi là dương mình một tôn xong mẹp cho insert bỏ đồng miền bỏ sơ nhưng ví dụ bỏ đồng miền bỏ sơ hay nâng thua ca lục bỏ miền bỏ sơ. À, lớn nó lơ ví dụ dương 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 số máy tham vi chia pay mỗi nè tham pay đại dương ai ở miền action bây giờ nhóm bạn kịp rõ mình chẳng chẳng user quạt miền action tơ lơ và pay nè ô thì họ tham quạt cho button mỗi ví dụ all student chẳng dương ai chỉ thò mà đá dương ai tranh ai khơi liên mỗi nè student nè thật và ta bọn dạy bì MVC architecture vẫn đạp hạt thơ nâng cứ kê bánh chạy kìa rồi viên nâng view controller nè bánh chạy từ lửa nè group rộng từ lửa model hay nâng view nâng hay nâng model chẳng dù mà mơ tha viên thuê cam mình ví dụ dương thì hò mình tha kê user có chạy bút tông view all student mình lý all student nâng chứ controller chỉ nè chặt chạy tha thử ở đồng mạng ca nó bị tâm mình chứ controller nè bỏ request tới tới căn model chứ request tới snare vô data tầng o là model miền model lắm còn đồng mạng là object bỏ sơ mùi mùi nè chứ nó khỏi bình ní vì admin
data source nhé, dạng như data source tại model mà vô vì nặng và to pin model việc ban data hay việc ba tạo ao controller mình chứ controller chặt chẽ tạo ao view mình anh flow vía chẳng chứ dương mà mơ thì họ mua xe tiền thì họ pi nơi không restaurant muối đại dương hotel tham hotel tham dương cái chụp nhiều vậy chẳng dương phía ba đi chưa ví dụ chẳng là không ông gì bản thân là bên nè rồi tóc về thờ nó có cái chi controller à, trong phớ có cái chi một thẻ hãy dương miên cái lại tụ data nó thì họ mặc nông restaurant mua dân tôi cái lại tục mà hô chân tôi mà ra thì tục hướng cứ có bỏ vào vẻ là bỏ thường mà hô nó không thu được có ok đấy chẳng bà dương mơ nơi cái lại ví dụ như vấn dưỡng khuyên ta nó không hang thôn thôn mùi muối cái bánh chạy càng nghe kia cho bà luôn mình tên chứ thưa thoa cái lại ní dương nhiều dương mặn quay chương việc ban để chiều dụ trên nền không làm gì phát thần client cầm bung cho tới lứa web page mùi đại quạt nâng prà prà chương nhiều quạt mà đo không hàng nữa cái này là tốt quạt cuối nữa quạt đăng đà order food đây nền không restaurant chương quạt mình tự order directly tự can trong phơi như thế ta có trong bàn ấy mình cho nghe chứ ở vậy đại flow cái miến nó không hàng không thống cái bạn chạy cho bạn lót cứ như thờ order tất cả nẹ rột tộc là thờ về thờ nè chứ là nó việc bạn được chỉ controller mùi chẳng xâm nhập chạp request rồi có action ấy mùi vì client user chứ như chỉ nhiều ní có thể vô mà nói liên mà hộ bà dương select là dương chọn hai nữa ta ấy chef trong một hiệp mau ông ấy xin vinh ông mà ta dương cho list view all student là những tiêu hồ môn năng chẳng chứ controller nó nhẹ vô à action là dương cho nó bỏ ta ấy ta thua ca thì khơi ta căn một đề ta bây đại action dương snare dương thì khơi chọn mơ list thằng all student nó ta cái ca nó thử phương mạnh chẳng vì bài chạy vì được phải thực hành một đề chẳng bộ thì họ đang hàng mình chẳng cứ ông mà thay dương order mà hộp mà một pi một bay một hồi chẳng thật chẳng kì mình liên kết cái bài thực hành trong phần ta ô nhớ có trong bàn mà hộp bay một nhưng được không liền chẳng mà đo một đề được có trong phần này bởi vậy pi ông vị xí cứ bởi thân dị dương request tới căn controller client quạt request tới căn controller là trong bàn lý bà student thằng off chứ nó phải có đo bò mà đo model ní chứ model nó từ tiên vô data lý student thằng off tiên vô data thằng off pi data so và dương chứ vì ai chia data bàn lơ server rồi có local rồi có cái lại để ai tục ai xa bạn chỉ file này nè ok, nó ra data source nữa chẳng đôi khi nó đá không đá trong phớ làm bây thơm mà hốt có thể ta vô khướng có thể vô sạch rồi còn phần lại đại quạt thiểm tục nó không tu thực cổ đấy. Chứ mình việc ba đôi chuyện data source bảo dương chẳng nó không MVC hoạt thân chứ gì thôi mà đá với đại quạt thơm mà hốt hơi có tăng tại return mà hốt nó tự căn weather nhà rốt tục làm bây ở nè rồi tống quạt vô mà hộp bao giờ nữa mà ói nhiều quạt hộp ok chẳng đi cái gì nó bây đại client dưới quạt vừa can snare từ can controller thay quạt trong limousine tầng ót chứ controller bỏ cái can tới tạm business logic chứ một đá có tin là ta chính phí là ta sổ về tiền màn hỏi mình thay update controller mình chứ controller bỏ mà ấy ví dụ mình chẳng ở user được có client mà dưỡng cứ ai khơi nhờ liên này student là ngay chứ được nè bây giờ chúng phải có thua mà hôm hãy có return mà ấy nạ được tốt
waiter tỏ máu waiter nâng vô một hộp màu gì ok chứ nhưng sừng khơm ra cái này dương vô cho ba hai bì MVC architecture nè flow viết từ đào anh chẳng hay chụp bút ca implement code wing nhưng nâng bị vô nơi slide khỏi hay nâng miền ca demo tệ tuổi thế tới cô đào sống khánh ở tại dương vô bì architecture bỏ viết hơi dương sửa implement implement viết